Xin chào cô chú chị mình hôm nay ngày 3 tây tháng 7 nha Em có lên cặp cái tơ với là một bò mẹ con đực nha anh chị Mẹ cọp nha Thì đây chính là hai con bò cái tơ đầu tiên anh chị Cái con đầu tiên này thì em kiểm tra nè Đó sái mặt anh chị không Sái lưng thì nghiêm chỉnh nha Bò này thì xương sóc mầm qua đen cậy đuôi Đó xương hán thì lộng nha Rúng thì rúng chèn nè Đó dò cẳng đầu chân trước chân sau thì hoàn thiện hết anh chị Đó sái tích tụ nghiêm chỉnh sái mặt sái lưng nha con bò này thì nói là mẫu bơm bay nha chị bơm bay ha đó em thấy làm bò này cái nào cũng dư hết anh chị yếm thì lòng hồng nè đó rúng thì rúng chèn có bản luôn chị đó bắt từ rúng là sang quay vú luôn nha con bò này thì nó chuẩn là bơm bay anh chị nó rất là mát sữa nha ở bò này anh chị giống là để giống là rất tốt nha chị đó cặp mình thì to nha đó bò này thì nó được 14 tháng và chiều cao thì em có đo rồi con bò này thì em đo ngay sấy lưng thì nó cao là 1 m tám bò nha anh chị. Bò này thì em đã kiểm tra đồ trước sau thì tất cả thì em bao tạc lỗi cho anh chị nha. Xá tới thì nghiêm chỉnh nè. Rúng miếm thì vô địch. Giò cẳng này móng sò nha, không bú giò bú cẳng, không len giá nè, cũng không lọ đuôi nha. Đó anh chị mình thấy cái dàn đuôi nó dài không chị không? Đó đầu thì đầu trụ nha, có bật gu anh chị không? Dây nở nha anh chị. Đó cặp mình to, qua đen thì lớn nè. Đó, Bò này thì em bán lẻ cho anh chị cái con đầu tiên này là 14 triệu 500 nha. Đó 14 triệu 500 nha anh chị. Thì anh chị mình ít tiền thì mình mua cái con bò này đem về nuôi uh, sinh sản nha anh chị. ở cái sinh nha. Bò này thì nó chưa có bẻ răng nha. Lưỡi đen, mổ đen. Đó tất cả thì em bao cho anh chị mình tặc lỗi nha. Đó anh chị mình thấy không? Đó bò này thì để giống là rất tốt nha anh chị. Mổ bom ba nha. Bây giờ thì em xem cái con số 2 nha anh chị. Con số 2 này thì à, sái mặt nè sái lưng thì cũng nghiêm chỉnh đó hoa thì hoa đen rúng anh chị ha cũng chèn ha ở à, giò cẳng đầu chân móng gì tất cả là ok hết anh chị bò này tìm kiểm tra thì mọi thứ y như con đầu tiên ha móng sò luôn nha anh chị cái con số 2 này thì lông da nó thì xét nè thả đòn dài con bò này sau này nó ra đòn với lại cái tàn rất là lớn anh chị con bò này thì Em đo ngay sáu lưng thì nó cao là 1 m một bò nha. Cái sinh tơ được 15 tháng đó chị. Không len giá, không lỗ đuôi, không điểm mi, răng cỏ nghiêm chỉnh, mỏ đen, lưỡi đen đèn hoàng nha. Đó, cao 1 m một bò. Cái con số 2 thì lông da thì nó sẽ đẹp hơn nha. Đó, cái nào thì em thấy thì cũng dư đó chị. Yếm cũng dư nè, rúng cũng dư luôn. Đó, mẫu đen la miệng thì to ha. Đó, chị mình thấy không? Đó, cao 1 m một bò nha chị. Thì con bò cái số 2 thì em cũng bán đồng giá như con đầu tiên ha 14 triệu 500 Đó, thì anh chị mình mua nguyên cặp này á Thì em bán cho chị mình giá là à, 28 triệu nha anh chị Đó, mua cặp em bán cho chị mình 28 triệu giá nêu trên ha Còn mua lẻ thì em có tách ra em bán lẻ cho chị đồng giá là 14 triệu rưỡi con ha Cặp thì 28 triệu nha anh chị Đó, chị mình mua cặp về đem về nuôi ha Cái sinh tơ nha anh chị Đó, con nào cũng tơ ha Bao nguyên viên cho chị nha đó anh chị mình thấy bò không đó hai con này hai con này thì nói chung là nuôi sinh sản thì rất tốt nha anh chị đó rất tốt ha đó giá chỉ có 28 triệu anh chị cũng như giá bò thua nha rồi đây là mẹ con đực nha chứ mẹ cọp sái mặt sái lưng thì nghiêm chỉnh đó mông đùi hoa nè đó rúng thì bò này ít nha nhưng mà vú thì rất là tốt đó giò cẳng đồ chân móng anh chị mình thấy không tất cả là hoàn thiện anh chị mẹ con này á, thì nó là mẹ con đực anh gì mẹ con đực ba bơi ha mà mẹ nói là dòng anh gớt siêu cọp nha lứa đầu rất là mát sữa cực kỳ nha anh chị thì tình uh, trạng thì cái con bò mẹ này á, thì em cũng đã cập nhật cho anh chị rồi cũng như em quan sát kiểm tra từng chi tiết cho anh chị mình nha bò mẹ này em nhắc lại là xé tích là nghiêm chỉnh tức là xé mặt và xé lưng nó đồng thời là nghiêm chỉnh nè đòn dài đó cao ráo bự con lứa đầu nha anh chị nên là nó rất là mát sữa gì chị cái dòng anh gớt này á, thì em thấy là 10 con thì đã có 9 con mét sữa đó anh chị ha cặp sừng thì nói chung là dạng dương sừng da thì nó mới nhu nhu quá anh tại vì em bò này thì mới đẻ con con nha đó về răng cỏ thì cái con bò mẹ này em cũng kiểm tra đồ đèn hoàng cho anh chị nha em kiểm tra thì con bò mẹ này á, thì nó mới rớt hai đầu răng ha đường sinh sản nuôi thì phải nói là còn rất là lâu nha anh chị cái con bò mẹ này á, thì nó cũng hơi thiếu nuôi một tí tại vì do chủ người ta nuôi với anh chị ta cũng đi làm cũng bỏ bơi á nên là nó cũng không có được uh, mặt mập luôn nha anh chị nó cũng có rối vừa bò nha nhưng mà mẹ con này á, thì nó rất là mét sữa cực kỳ luôn anh chị đó về anh chị mình chăm mà nuôi nha đó anh chị thấy không đó mẹ cọp này anh chị thấy không đó cọp anh chị thấy không đó mẹ này thì em đo ngay số lưng thì nó cao là một mét ba nha anh chị đó bò mà cao mét ba anh chị cũng thấy cái độ tàn sát của nó nha rất là lớn con nha anh chị đó bự con đó tàn bộ nha anh chị mới rất có hai đầu răng nè à. mẹ to nha đó đang công con là được cọp là lưới đầu tiên anh chị con nó đều phải nói cái độ pin là kì khỏi chê luôn anh chị rất là pin như sumo nha anh chị đó chị anh chị mình thấy không đó bò này á thì anh chị mình ít tiền thì đem về nuôi tại vì cái dòng anh gớt này á thì nó cũng hơi hiếm anh chị nó rất cần mát sữa nè con nó gì thấy nó mời không ở em quay anh chị thấy cái đít không con bò con này á thì nó là được 3 bì f 2 nha lưng là lưng đôi nha anh chị rất là dày đòn luôn anh chị mà thấy cái vàng dai nó hở không đó rất là dày đòn nha anh chị mong đích thì phải nói là đích muối nha đó đích độ đèn hoàng dò cẳng độ bò được con này là hoàn toàn nghiêm chỉnh nha móng sò đầu trụi đó anh chị thấy không bò này thì mới được có được hai tháng tuổi nha anh chị hai tháng tuổi bò nha đó mới có hai tháng mà anh chị thấy không nhương gấu anh chị không tại bò này ba bf hai mẹ cọp đẻ ra thì rất là tốt nha anh chị rất là độ nha anh chị đó anh chị mình thấy không lưng là lưng đo nha đó bò này thể nói là anh chị nuôi thì nó mau lên lắm vậy nó mau lớn lắm nha cái dòng ba bơi này nuôi thì kinh tế nó rất là nhiều anh chị cái dòng f 2 á đó anh chị mình thấy bò không cái con bò con này á, thì hồi nãy em cũng có đo rồi nha anh chị con bò con này em đo ngay sức lưng thiện cao là 9 tắc 6 nha đó cao là 9 tắc 6 đó mọi thứ đều nghiêm chỉnh hết giá bán cho chị mẹ con này là 28 triệu 500 nha đó 28 triệu 500 là mình chốt được bò mẹ con nè Mẹ cọp lưới đầu mẹ tơ Đó con nó là con đực ba bơi F2 Rất là độ nha chị Đó bao độ pin lực cho anh chị mình nha Đó giá bán mẹ con này là 28 triệu 500 Mẹ con này thì em bán cho chị mình bảo hành tặc lỗi bao lồi đơm cho chị mình trong vòng là 5 tháng nha Anh chị mình mua thì cứ nhanh tay alo